Chào mấy bạn nha, chào mấy bạn đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm món ăn đó nha mấy bạn. Thì nay là cuối tuần rồi, nay là thứ bảy rồi. Đây thì mình có một bánh bí xanh nè, hồi mình nấu canh bí xanh nha mấy bạn. Với thịt nè, thì ở đây mình đã mua khoảng 3 cân thịt nè mấy bạn, 3 ký thịt á. Thì mình sẽ sử dụng một mớ là mình chiên nha, một ít thôi, mình chiên cơm. Còn một ít thì mình làm chà bông nha mấy bạn. Thì chà bông mình chắc mình có thể là mình làm video sau đăng cho mấy bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ làm thịt chiên nha mấy bạn. Bữa nay mình không ướp nước mắm hay là ướp gia vị hết, mình chỉ ướp muối cho mình chiên thôi. Tại vì mình thấy ướp nước mắm ngoài ăn cũng ngán, thì bữa nay mình sẽ ướp muối mình chiên thử cây ăn thịt nó có cứng không nha. Thì bây giờ mình sẽ rửa thịt nè, mình sẽ cắt ra nha mấy bạn. Thì bí mình đã cắt xong rồi nè mấy bạn nè, thì mình cắt ra tròn tròn mình nấu canh nha. Còn đây là cái phần thịt nè, mình chừa đây hồi mình nấu canh luôn. Còn đây thì mình đang cắt thịt ra. Thì mình chẻ mấy thịt gì nè mấy bạn, mình ướp muối vô á nó dễ thấm lắm, mà nó mau thấm với thịt nữa. Miếng nào mình cũng chẻ cho rẻ nha. Còn phần này chắc video sau mình sẽ làm chà bông nè, cách làm chà bông đơn giản lắm mấy bạn ơi. Thì mình chờ thịt không nè. Đó. Giờ thì cái này mình chuẩn bị mình chiên mình ăn cơm nha. Thì chiên thì chắc cũng mau hả bạn. Nay mình ướp muối mình chiên nha, chứ mình không có ướp nước mắm nữa. Nè mình sẽ xẻ ra như nè. Thì thịt mình đã cắt xong rồi hả bạn. Đây thịt mình đã cắt xong rồi đây. Thì bây giờ mình ướp thịt nha. Mình ướp mà giờ mình lấy thêm miếng hành bầm nè, cho miếng hành vô nha, ướp trên gỗ luôn. Đây đây đây, miếng hành vô rồi bạn. Giờ mình sẽ muối vô nha. Đây muối đây, đây một cân nha bạn, nhưng thật ra là muối không à, chứ không có cái gì hết á. Nên là cắt thêm một ít luôn nè. Mình làm theo kiểu giống sừng dược luôn. Đó, muối lên. Đây, bột ngọt nha mấy bạn. Tí bột ngọt luôn. Là mình ướp nè. Bữa nay mình hết bao tay rồi nên mình không có lấy bao tay được các bạn ơi, thông cảm nha. Bữa nay mình mới rửa tay xong luôn á. Thì mình ướp xương xương á mình chiên nha, chứ không có ướp quá lố sợ nó mặn không ngon. Mình thêm ít muối nữa. Tí muối nữa. Giờ mình ướp lên nè. Rồi, ở đây. Thì mình ướp mình để đây khoảng 15-20 phút gì nha bạn, cho nó tan muối ra nha. Bắt đầu mình đi nấu canh trước rồi mình quay lại mình chiên nha các bạn. Thì mình đã chuẩn bị cái chảo rồi nè các bạn, giờ mình cho ít dầu vô nha. Cho ít dầu vô thì mình cho miếng dầu vô nè. Giờ dầu nóng mình cho thịt vô mình xào cho săn nha. Bây giờ mình xào thịt cho săn nha các bạn. Đó. Giờ mình cho mình nêm luôn nha. Lấy bột canh nè. Cho thịt nó thấm luôn nha. Thêm ít đường. Thì mình nêm một ít thôi nha bạn, hồi mình nêm lại nữa nha. Mình bỏ vô nêm lại nữa. Cho thịt mình nó săn nè. Cho thấm vô luôn. Giờ mình cho nước vô nè nha. Giờ nước tiện lắm mấy bạn ơi, kế bên luôn nè, có giờ nước luôn. Giờ cho nước vô. Rồi, bắt đầu nấu thịt lên nha. Nó bọt luôn.
vàng thơm quá rồi. Bây giờ mình để nước sôi mình cho bí vô nha bạn. Thì sau khi hồi nước sôi nè bạn, giờ mình cho bí vô nha. Luôn. Đây. Giờ mình lại cho bí nó mềm tí rồi mình nêm vô nha. Thì tùy số vị của các bạn thôi nha. Các bạn thích ăn ngọt ăn mặn gì các bạn nêm nha. Còn mình thì mình cũng dẫn nêm để mình quay cho bạn xem mà mình ăn ăn mặn nha mấy bạn. Tùy theo lô canh nha. Thì bây giờ nó canh bí mình nó cũng sôi nè mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ nêm vô nha. Nãy mình có nêm rồi, giờ mình nêm lại tí nha coi nó có vừa ăn không. Rồi mình cho gia vị vô nữa. Lạc rồi. Giờ mình sẽ cho ít bột canh vô nữa nha. Ít bột canh vô nè. Thêm ít bột ngọt luôn. Thêm đường. Rồi bây giờ mình nêm lại nữa một lần nữa nha. Coi nó có dừa không. Ok rồi bạn ơi. Thì bây giờ mình chỉ chờ cho nó sôi thôi. Thì sau khi mình chờ nó sôi thì mình đã bắt cháo dầu lên đây rồi nè. À đây là cháo dầu nè. Bây giờ mình đem thịt lên mình chuẩn bị chiên luôn nha. Cho nó sôi đi rồi mình tắt. Rồi bật rồi. Thì giờ mình cắt hành vô nè bạn, nó sôi rồi nè, giờ thôi mình tắt luôn nè. Đó. Thì mình ăn liền á, mình để cho nó chín nha. Còn giờ mình chưa ăn mình để vừa sôi mình tắt được rồi mình để hồi mình mới ăn nè. Cắt hành vô. Bí xanh á bạn, cắt hành vô cái không thấy cộng hành đâu luôn, nó xanh lè giống y chang. Rồi. Thì mình cho thêm một ít tiêu nữa nha. Cho nó thơm lên. Tiêu thơm quá. Đây mình dắt lên ít tiêu nữa. Rồi. Quay gần lại coi. Đó. Thì canh mình đã chín rồi nè bạn ơi. Quá thơm luôn. Tiêu không à. Giờ mình đi chiên thịt nha. Dầu mình đang chuẩn bị nè bạn. Giờ nó sôi nổ quá trời. Dầu này có nước nè. Thì bây giờ mình để cho nó bớt chưa bốc đi. Rồi mình để thịt vô nha. Giờ để vô rồi mình. Thì chúng mình ướp nãy giờ cũng lâu rồi các bạn ơi. Đó, mình để vô. Thì mình chiên cái này là khoảng 1,5 kg nha các bạn. Còn cái phần kia thì tí mình làm sao nữa. Đó mới đây vậy. Giờ để từ từ đi mình cho bày nha. Thì khoảng một hồi sau nửa tiếng nè bạn, mình chiên thịt nó chín rồi nha. Thì khúc nãy mình làm công chuyện mình không quay cho bạn xem nè. Tuy cái chảo nó khét nha mấy bạn, nhưng mà thịt của mình nè. Đó. Vàng chưa, vàng ngon luôn nè. Đó, bạn thấy chưa, vàng luôn, óng ánh luôn đúng không. Giờ mình sẽ lấy ra nè. Rồi để cái mâm đi. Đó. Quá vàng luôn nha bạn. Quay bên cái này nè. Đó, bạn thấy ngon không, vàng tươi luôn nha. Đây. Thì khi nào mình ăn á mấy bạn thì mình cắt ra nha mấy bạn. Mình cắt nó nhỏ nha, chứ mình đừng để nguyên cục ăn nha. Nhiều khi cũng khó ăn lắm đó. Thì thịt này nãy mình cũng có chừa là có mỡ của thịt nha mấy bạn, nên mình chiên á
nó mềm, nó không có cứng nha. Tuy giúp muối nhưng mà mình thấy nó cũng mềm, nó không cứng. Đó bạn, nó ngon chưa? Đây các bạn thấy sao về món ăn này? Mình làm thịt chiên, giờ mình sẽ thử một miếng luôn nè, coi nó có mặn không nha, mình sợ nó mặn quá. Giờ mình cắt ra nè, thử luôn. Đó, thử luôn nha các bạn. Đây một miếng đây, vàng óng ánh luôn, khói ngun ngút luôn, mình thổi ra thử coi. Ngon. Vừa ăn luôn các bạn ơi, không mặn nha. Giờ mình cắt ra nè, mình cắt ra một chân biên cơm. Các bạn cắt ra nè, thịt ở trong nè. Thấy chưa bạn? Trắng phao ở trong luôn. Đây, mình quay ngược cho bạn xem nha. Đó, quay sát vô nè. Trắng phao ở trong nha bạn. Cực kỳ ngon nha, không có ứ máu này kia nha. Giờ mình cắt ra nữa nè. Thì mình ăn cơm á, mình cắt ra. Thì video mình kết thúc tại đây nha mấy bạn. Thì mấy bạn nào thấy hay á thì like, comment phía dưới nha. Mình sẽ làm nhiều món ăn cho mấy bạn xem.